Hello anh em, đây là hai phối màu mới nhất của Mizuno Neo 3 Pro xanh ngọc và bạc về đợt cuối 2021, đầu 2022, đang được anh em tìm kiếm nhiều trên các diễn đàn đá bóng. Đôi này thực sự rất nhẹ anh em ạ, chỉ khoảng 200g một chiếc, size 41, nhẹ nhất trong các mẫu Mizuno, nhẹ hơn cả Nike và Adidas. Phần upper da thật kangaroo nguyên khối, siêu mềm cho anh em nào muốn trải nghiệm cảm giác thật chân. Đối với anh em đang sử dụng giày vải và muốn chuyển sang giày hãng thì đây là một sự lựa chọn đúng đắn. Phần đế có tích hợp công nghệ giảm chấn, giúp êm chân và hạn chế chấn thương khi tiếp đất. Bề mặt đế là đinh răm TF hình chữ L, giúp anh em xoay sở linh hoạt và bám sân tốt.